làm nhanh mà sinh lâu á, thì làm cái tổ nào là để sinh lâu quá cơm hả? Dạ dầu mỡ, dầu mỡ nha hả? Em đang đếm thời gian đó hả? Dạ, tôi nhớ là tính thời gian chạy đó. Thời gian chạy đó. Thời gian là bao nhiêu? Cái ống đồng hồi nãy là 50 phải không? Dạ, 60. Thời gian chạy là bao nhiêu đó? Từ 60 tới 120. Dài. Cho phép là mấy hả? Quên rồi. Hai phía mình ngoài cho phép là máy chú mới cái này có thể là nhanh quá còn hơi đặt do cái thời tiết mình lạnh nhiệt độ nên pha lâm lại là hồi nãy đọc ra bao nhiêu? Dạ 133 đúng không? Bữa hơi thấy hơi lâu mà lỏng á, hơi chặt quá, đặt quá, hơi đặt như là xẻ hơn.